Thống kê của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho thấy là từ đầu năm tới nay thì địa phương này đã ghi nhận gần 5.000 trường hợp bị sốt xuất huyết, tăng gần 180% so với cùng kỳ của năm 2014. Trong đó, riêng thành phố Biên Hòa có hơn 2.100 ca bệnh, tăng 320% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8, tháng 9, trên địa bàn toàn huyện Tân Phú đã xuất hiện 9 ổ dịch mới, nằm rải rác ở 10 trên 18 xã thị trấn. Và tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã ghi nhận gần 200 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2014. Theo nhận định các ngành chuyên môn, trong những tháng cuối mùa mưa, số ca mắc sốt xuất huyết sẽ tăng cao. Do thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng và mưa nhiều nên thuận lợi cho muỗi phát triển. Có hai ca sốt huyết thì trạm tổ chức cho chuyên trách xuống địa bàn ấp để điều tra hộ gia đình. Sau đó là báo ngoài trung tâm là tiến hành xịt thuốc để khống chế cái ổ dịch nhỏ. Thì trung tâm phối hợp với lại trạm y tế đã tiến hành gần xịt thuốc hai đợt cách nhau trong vòng một tuần. Đây chỉ là ổ dịch có quy mô vừa nhưng là dấu hiệu của một đợt dịch lớn khi mùa mưa đang còn kéo dài. Một số người dân sống trong ổ dịch cho biết, muỗi vằn xuất hiện nhiều vào buổi sáng và chiều tối, làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt, các nhà thường xuyên phải đóng cửa để ngăn muỗi và dùng vật điện bắt muỗi nhưng không ăn thua. Cũng trong đợt xuất hiện nhiều ổ dịch này, tại ấp Phú Hội B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, bà Đặng Xuân Hương, sinh năm 1958 đã tử vong do sốt xuất huyết. Trạm y tế là cái cơ quan làm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đã được cái sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của trung tâm y tế và sự kết hợp của ủy ban nhân xã, trạm y tế đã cùng với ủy ban nhân xã lập kế hoạch và xử lý cụ thể, phun thuốc các ổ dịch, rồi vận động các ban ngành đoàn thể là cương quyết là xử lý diệt lăng quăng để tránh cái ổ dịch nó lây lan ra cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp như hiện nay, sốt xuất huyết không còn ở cấp độ phòng mà phải nằm ở cấp độ dập dịch. Ngành y tế Đồng Nai cần triển khai các công tác phòng chống dịch đến từng trạm y tế các xã thị trấn, nhằm ra quân tổng thể vệ sinh, như diệt bọ gậy, phun hóa chất ở các khu vực có ổ dịch ở các hộ dân, trường học và sớm chuẩn bị trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch, tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại địa phương có xảy ra ổ dịch nhằm chủ động dự báo để ứng phó có hiệu quả.